Top 3 con giáp gặp hạn tam tai đầu năm 2025 và cách hóa giải cực kỳ hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì tam tai là cái tai họa là 3 năm liên tiếp xảy ra. Và cái tam tai thì nó gắn liền với cái số phận của 12 con giáp. Và trong cái 3 năm tam tai này thì nó không ít những cái chuyện khó khăn bất trắc có thể xảy ra với những con giáp này. Theo đó thì trong một đời người thì cứ vòng quay 12 năm là một cái chu kỳ thì sẽ có 3 năm liên tiếp gặp cái hạn tam tai. Tam tai với 3 kiểu tai họa khác nhau thì tùy theo từng năm gồm có hỏa tai, phong tai và thủy tai. Cụ thể như sau, hỏa tai là cái tai họa gây ra do lửa cháy như là cháy nhà, cháy rừng. Đấy. Thủy tai là cái tai họa gây ra do nước như lũ lụt, sóng thần, vân vân. Còn phong tai là cái tai họa gây ra do cái gió, bão, lốc, xoáy, vân vân. Thì ngoài ra ấy, thì người ta còn có cái tiểu tam tai đó, như là gọi là ba cái tai nhỏ, tai họa nhỏ như là gì, cơ cẩn chi tai, tật dịch tai và gì đao binh tai. Cơ cẩn chi tai là tai họa do đói khát, do mất mùa, do thiếu thốn thức ăn mà ra. Còn cái tật dịch tai là cái tai họa do bệnh dịch nó truyền nhiễm. Đao binh tai là cái tai họa do cái chiến tranh đó. Và quan niệm của dân gian cho rằng khi mà vào cái vận tam tai ấy, thì gì hay gặp những chuyện khốn đốn trắc trở và gặp nhiều cái chuyện chẳng lành, vất vả và rất nhiều cái phiền phức nó xảy ra. Đặc biệt là khi cả vợ chồng cùng nằm trong tuổi tam tai thì đôi bên cũng sẽ khá là mệt mỏi đó. Vậy nên là khi mà gặp hạn tam tai thì người ta cũng khuyên là gì, trong cái năm đầu của tam tai thì tốt nhất là không nên bắt đầu tiến hành những cái việc trọng đại hay còn gọi là cái việc khởi sự như là gì, cưới vợ, xây nhà hay là làm ăn lớn chẳng hạn. Còn ở năm giữa của tam tai thì tốt nhất là không nên dừng lại các việc đang tiến hành, vì thường sau đó để tiếp tục lại thì nó sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại và khó khăn. Ở năm cuối của tam tai thì người ta cũng khuyên là không nên kết thúc những việc quan trọng đúng vào cái năm cuối tam tai này. Cái mức độ cộng hưởng cũng sẽ ảnh hưởng nặng đến với gia đình. Đó cũng là cái thiệt thòi của các tuổi mà bị phạm ở tam tai. Nếu vợ chồng mà không cùng tuổi tam hợp thì nó cũng đôi khi cũng sẽ đỡ hơn. Đó. Vậy thì cái tam tai nó hạn nặng nhất vào năm nào? Thưa quý vị, cái tam tai nó nặng nhẹ vào năm nào thì nó cũng tùy thuộc theo là từng tuổi bị phạm. Đấy. Thông thường thì cái năm giữa tam tai là cái năm hạn nặng nhất. Nó liên quan đến nhiều cái vấn đề về ổn định công việc. Năm thứ nhất của tam tai và năm cuối cùng của tam tai là cái năm chịu hạn nhẹ nhất. Đó. Tuy nhiên trong cả 3 năm này thì gia chủ vẫn nên hành sự một cách cẩn trọng, hạn chế mưu cầu đại sự và đề phòng những bất trắc nó có thể xảy ra. Vậy thì cách tính tam tai thế nào? Cách tính tam tai là chúng ta dựa vào cái bộ tam hợp địa chi để chúng ta tính. Chúng ta có 12 con giáp thì bộ tam hợp địa chi sẽ bao gồm 4 bộ đúng không? Thì đầu tiên là bộ thân tí thìn. Thân tí thìn thì bị tam tai 3 năm liên tiếp là dần mão thìn. Đó. Thì chúng ta đang ở năm 2024, năm giáp thìn. Thì đây là năm cuối của năm tam tai của 3 tuổi là dần mão thìn. Đó. Thứ hai là tuổi dần ngọ tuất thì bị 3 năm tam tai liên tiếp ở năm thân, năm dậu, năm tuất. Tuổi tị dậu xỉu thì bị 3 năm tam tai liên tiếp là hợi tí xỉu. Còn tuổi hợi mão mùi thì bị 3 năm tam tai liên tiếp là gì? Năm tị, năm ngọ, năm mùi. Như vậy năm 2025, năm ất tị là cái năm đầu tiên của tam tai của những người có tuổi là hợi mão mùi. Vậy thì trong 3 năm tam tai liên tiếp 2025, 2026, 2027 thì vận mệnh của những người tuổi hợi mão mùi sẽ ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái năm tam tai năm 2025, năm ất tỵ nhé. Thì cái năm tam tai này thì những người tuổi hợi sẽ là cái tuổi xấu nhất. Vì những người tuổi hợi ấy thì sẽ vướng phải cái tam tai là một, thứ hai là gì? Lại vướng phải cái năm là xung thái tuế. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi hợi trong năm này phải hết sức cẩn thận. Nói chung ấy, trong năm 2025 năm ất tỵ thì những người tuổi hợi tương xung với lại thái tuế, cái vận khí thì nó bị giảm sút, công việc thì gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều áp lực, thách thức cũng nhiều hơn cái cơ hội. Chỉ những ai mà thực sự dám nghĩ dám làm mới có thể là gặt hái được những thành quả nhất định như ý muốn. Đã vậy trong năm 2025 năm ất tỵ còn lại gặp cái hạn tam tai nữa. Đấy, tam tai đi kèm với thái tuế, đâm ra là nó xảy ra những chuyện là điều tiếng thị phi, lại có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Vậy nên Tử Thông cũng khuyên những người tuổi hợi trong năm 2025 năm ất tỵ
thì phải thực sự tỉnh táo và bình tĩnh, tránh sập bẫy của kẻ xấu. Thì đây cũng là cái thời điểm để cho những người tuổi Hợi nhìn lại về chính bản thân mình, xem xét kỹ lưỡng những vấn đề mình đang mắc phải trong cái công việc, từ đó tìm ra cái hướng giải quyết phù hợp hơn. Và trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Hợi cũng nên đọc nhiều sách và học hỏi thêm những kỹ năng mềm như những kiến thức chuyên ngành của mình để có thể chủ động nắm bắt cái xu hướng phát triển, không bị lạc hậu so với cái lớp trẻ hơn mình. Bên cạnh đó, trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì cái việc khởi nghiệp trong thời gian này cũng khá là vất vả và khó khăn. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Nhưng mà không phải là khó khăn bao trùm toàn bộ những người tuổi Hợi, mà nó vẫn còn những cái cát tinh nó hỗ trợ. Nếu mà những người tuổi Hợi mà kiên trì và nỗ lực đến cùng ấy, thì các bạn vẫn có thể đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Chỉ có điều là quý vị phải xác định trước là đây là một năm khá là vất vả và quý vị phải cố gắng gấp nhiều lần so với những người khác. Vì thế, để mang lại cái may mắn, tài lộc và hóa giải cái hạn tam tai của năm 2025 với những người tuổi Hợi, thì quý vị cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy. Với nam mệnh thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quan Pháp Bảo. Còn nữ mệnh thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm là Vạn Phúc Chi Nhân. Đây là pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn của năm. Đây là pháp khí của nhà Phật, đúng không ạ? Nó sẽ gì giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên, giúp gia chủ có được cái suy nghĩ đúng đắn hơn và đưa ra được cái quyết định chính xác cho công việc, trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Và đây cũng là hai cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái hạn tam tai. Đấy, nó sẽ giúp cho quý vị có một năm bình yên may mắn và thoát cái hạn tam tai một cách là cực kỳ ngoạn mục. Thưa quý vị, đó là cái vật phẩm hóa giải tam tai. Như chúng ta đã biết thì gặp cái năm xung tháng hạn lại gặp đúng cái tam tai nữa. Nên là trong thời gian này thì những người tuổi Hợi khó mà gặp may mắn về vấn đề về tiền bạc được. Thậm chí còn có điểm báo là hao tốn về tiền của khi mà chi tiêu đấy. Và đôi khi rơi vào cảnh nợ nần, chồng chất. Nói chung ấy, cái hao tốn tiền ở đây nó sẽ theo hai hướng chính. Một là chi tiền để gì? Để được cái gì đó như là đi du lịch hoặc là gì? Mua nhà, mua xe hoặc là tổ chức đám cưới vân vân. Thứ hai là mất tiền mà không gì không được gì, như là gì trộm đồ đạc hoặc là gì tiêu tiền vì chữa bệnh hoặc là gì làm ăn thì lại gặp thất bại, tán gia bại sản, phải bán nhà trả nợ đó. Với những người kinh doanh buôn bán thì cái thời điểm này quý vị nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành những cái dự án hay là những cái kế hoạch mới. Làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên là đi từng bước chậm nhưng mà chắc và vững vàng. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì có nhiều lý do khiến cho chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi nó cũng chưa đâu vào đâu cả. Nhất là với nữ mệnh ấy, có thể vì những gia chủ tuổi Hợi quá kén chọn mà bỏ lỡ dở những cái mối lương duyên tốt đẹp. Cũng có thể là do quá sợ hãi, lo lắng về cái vết thương lòng trong quá khứ còn vương lại. Nên là quý vị cũng không dám bày tỏ với ai. Bởi thế mà những người độc thân thì vẫn cô đơn lẻ bóng vì hàng loạt cái lý do ấy. Nếu mà không chịu thay đổi thì e rằng cái tình trạng này nó còn kéo dài. Còn đối với các cặp vợ chồng thì thường xuyên nảy sinh những cái mâu thuẫn, những cái hoài nghi và có cả những chuyện ghen tuông vô cớ nữa. Một trong hai thì cảm thấy là bí bách, tâm tính thì bực dọc, muốn tìm đến người thứ ba để dốc bầu tâm sự. Hạnh phúc gia đình thì trong thời gian này cũng có nguy cơ bị đe dọa. Nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì gặp cái cục diện tương xung và lại thêm cái hạn tam tai nó án ngữ, nên là sức khỏe của những người tuổi Hợi cũng không được lý tưởng, có nhiều cái biến động, cơ thể sẽ xuất hiện khá nhiều cái dấu hiệu lạ, quý vị nên thăm khám định kỳ sớm để mà điều trị nhé. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại thêm Nguyệt Mã nó chủ về cái đau ốm, về hao tài, về bệnh tật. Nói chung ấy, nó sẽ khiến cho bản mệnh liên tục chìm đắm trong những cái suy nghĩ bế tắc, tự tạo ra cái áp lực cho mình. Sức khỏe vì thế mà cũng bị giảm sút trông thấy. Trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì những gia chủ tuổi Hợi cần phải chú ý đề phòng cái họa huyết quan và những cái tai nạn xe cộ do là gì? Nhiều cái sát tinh nó mang lại. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần phải gì chú trọng gì về dưỡng cái tinh thần, đề phòng cái bệnh cũ nó tái phát. Chỉ khi mà tư tưởng nó ổn định, yên tĩnh, không tham vọng bậy bạ thì nói chung là
chân khí trong người nó mới được hài hòa, và tinh thần thì có thể có thu mà không bị hao tán, bệnh tật cũng gì không xâm nhập được vào các bạn nữa. Đó, đó là cái con giáp xui xẻo nhất trong năm 2025, năm Ất Tỵ. Vừa bị xung thái tuế, lại vừa bị gì cái hạn tam tai nó ăn ngữ, lại kèm theo rất cái nhiều cái sao xấu nó song hành. Vì thế mà đây là một cái năm mà những người tuổi Hợi cần phải đặc biệt chú tâm. Đó là con giáp đầu tiên. Con giáp hạn tam tai năm thứ hai, con giáp xấu thứ hai, đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mão trong cái năm mới này nhìn chung ấy, thì nó vẫn có một chút tiến triển lạc quan và ít cái vấn đề phải lo nghĩ nhiều. Thêm nữa trong năm nay gặp cái hạn tam tai đấy, nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Nhưng cái năm Ất Tỵ cũng là một cái năm mà có nhiều cơ hội thăng tiến và thành công nó sẽ đến với những người tuổi Mão. Quan trọng ấy là bản mệnh có chủ động nắm bắt được hay không mà thôi. Quý vị hãy gì chủ động hơn nữa trong công việc, đừng có để cái cơ hội nó vượt khỏi cái tầm tay của mình. Trọng tâm của các bạn trong cái năm 2025 ấy là phát triển cái sự nghiệp và cố gắng tận dụng triệt để cái lợi thế mà mình đang có. Đó. Những người tuổi Mão thì năm 2023 quý Mão thì vướng phải cái hạn gì? Hạn thái tuế. 2024 lại vướng phải cục diện là gì? Lục hại với thái tuế nữa. Đến năm 2025 mới thoát khỏi cái hạn thái tuế thì lại vướng vào cái hạn tam tai liên tiếp. Như vậy là gì? Trong 5 năm liền là những người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều khó khăn và bất trắc. Vậy nên trong thời gian này cái tinh thần làm việc của các bạn ấy nói chung ấy nó cũng sẽ lên cao, và bản mệnh sẽ lăn xả vào những việc xông xáo chứ không còn chờ người khác ra việc cho mình như trước nữa. Trong thời gian này thì với khả năng sáng tạo và nhiệt tình cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Mão những cái thành công bất ngờ. Bên cạnh đó lại có nhiều cái quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, nó mang lại nhiều cái may mắn và giải tỏa những rắc rối, những căng thẳng cho những người tuổi Mão. Với những ai mà đã xác định được cái mục tiêu công việc rõ ràng ấy, không còn cái tình trạng là mất phương hướng như trước nữa, thì sẽ đem về cái hiệu quả như mong đợi. Cái thời gian này thì những người tuổi Mão hãy chủ động trong công việc, đừng có ngại khó, đừng ngại khổ. Quý vị hãy cứ kiên trì theo đuổi cái mục tiêu, đừng bỏ dở giữa chừng. Nếu mà gặp khó khăn ấy, thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Thì đây cũng là cái thời điểm phù hợp cho ai muốn gì phát triển cái công việc, phát triển cái sự nghiệp của mình. Quý vị hãy tự tin làm cái điều mình mong muốn, dù kết quả có ra sao thì cũng là cái chỉ là cái thứ yếu. Quan trọng ấy là quá trình làm việc các bạn sẽ tích lũy được cái kinh nghiệm và học hỏi được những cái bài học gì mà thôi. Bên cạnh đó, trong năm nay thì nếu mà quý vị có ý định khởi nghiệp hay là gây dựng cái sự nghiệp của mình ấy, thì quý vị cũng nên chú ý. Đây là cái năm tam tai, năm đầu tiên. Thì nói chung ấy, các chuyên gia cũng khuyên là không nên tiến hành những việc trọng đại trong thời gian này, vì rất dễ xảy ra những cái sự tan vỡ. Vậy nên trong thời gian này ấy, quý vị cần phải là gì? Hết sức tiết chế bản thân. Và nếu mà đầu tư ấy, thì cũng tìm hiểu một cách kỹ lưỡng đấy, và nên kết hợp với những người khác để mọi việc cũng được suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi hơn. Nói chung năm 2025 là một cái năm ấy, đặc đối với những người làm công việc đủ lâu ấy, thì sẽ cần phải gì nỗ lực tự tạo thêm cho mình những cái thách thức nho nhỏ. Đừng có để cái sự nhàm chán nó giết chết cái tinh thần của các bạn. Bên cạnh đó, những người tuổi Mão cũng nên chú ý xây dựng những cái mối quan hệ xã giao hài hòa ở nơi làm việc. Đối với mọi người, chân thành, khoan dung chính là cái cách để kết thêm nhiều người bạn. Như vậy thì khi tiến hành những công việc nó càng trở nên trôi chảy hơn, thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Thậm chí cũng nhờ đó mà các bạn gì sẽ được biến thủ thành bạn và có thêm nhiều người trợ giúp. Đặc biệt là đối với những người tuổi Hợi Mão Mùi thì 3 năm là Tỵ Ngọ Mùi. Đấy, thì cái năm năm Tỵ ấy nó sẽ là năm có dịch mã đấy. Vậy nên là trong thời gian này quý vị gì thiên về cái sự di chuyển, thích di chuyển và gì nó sẽ biến động không ngừng. Những người tuổi Mão có thể sẽ tìm thấy cái sự bận rộn tất bật hơn trước đó, song quý vị hãy tin vào cái khả năng về sắp xếp tài chính của mình. Các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được mọi việc đâu vào đấy. Bên cạnh đó, nói chung ấy, cái công việc đôi khi nó cũng khá hay không. Vậy nên những người tuổi Mão sẽ có cái nguồn thu nhập khá là bình ổn và gì nó cũng sẽ có khoản ra khoản vào đều đặn. Công việc ổn định cũng sẽ giúp cho kinh tế của những người tuổi Mão được vững vàng hơn. Những người làm công ăn lương cũng tạm hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Tuy nhiên nó cũng tạm ổn, có nghĩa là gì các bạn vẫn còn gì thiếu cố gắng và cần phải nỗ lực thêm nữa thì mới được dư giả. Những người kinh doanh buôn bán sẽ có phần gì nhỉnh hơn một chút,
Con giáp này luôn xông xáo, đi tìm hiểu thị trường thì sẽ càng có lợi trong giai đoạn này. Vì thế, trong bất cứ cái trường hợp nào hay là công việc gì thì những người tuổi Mão hãy cứ mạnh dạn và chủ động hơn nữa, thì tiền bạc của các bạn lúc nào cũng được rủng rỉnh và không phải lo lắng. Quý vị cứ yên tâm, đã có dịch mã, các tinh nó che chở, đâm ra là mọi cái lộ trình của các bạn dù xa hay là gần thì đều được bình an và thu về những kết quả bất ngờ. Có điều đặc biệt lưu ý trong thời gian này là các chi phí phát sinh trong cái thời gian này cũng khá là nhiều. Nếu mà không tính toán kỹ càng thì dễ bị thâm hụt hoặc là gì mất cân bằng đối với về mặt tài chính. Vì thế quý vị nên tiết chế cái thói quen mua sắm và mua những cái món đồ cần thiết, tránh bị lãng phí. Ngoài ra, nếu mà phát sinh cái tình huống cho người khác vay mượn tiền thì quý vị cũng cần phải chọn mặt gửi vàng, kẻo lại bị kẻ xấu lợi dụng hoặc là lừa gạt, tiền ra khỏi túi là không thể thu hồi được. Nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì cái phương diện tình cảm và gia đạo của những người tuổi Mão cũng có những sự thay đổi tích cực. Hứa hẹn các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị, lãng mạn trong tình yêu. Các cặp đôi thì tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí là còn rất đồng lòng trước những cái quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ cái hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái cũng gì được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy cái tiếng nói chung. Những người độc thân thì có thể đón cái chuyện hỷ sự, càng đi nhiều càng đi xa thì càng có cơ hội tìm một cái đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cái cách để cho các bạn tạo dựng kết nối với những người khác giới, tăng cái tỷ lệ gặp gỡ cho người trong mộng. Nếu mà người nghiêm túc với cái tình cảm của mình ấy, thì các bạn có thể lựa cái thời cơ thích hợp để bày tỏ với đối phương. Kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng các việc là các bạn đã dám nghĩ dám làm. Bên cạnh đó, tuy các phương diện khác của cuộc sống của những người tuổi Mão nói chung là khá là ổn, nhưng mà sức khỏe của các bạn trong cái năm tam tai này thì lại là một điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý. Cái nguyên nhân là do cái năm tam tai nó ăn ngữ, và nói chung ấy, quý vị cũng thường để công việc nó lấn áp, nó chiếm cả cái thời gian nghỉ ngơi, nên là có thể rơi vào cái tình trạng lao lực kiệt sức. Thì đây là cái điều mà các bạn cần phải sớm tìm cách giải quyết và cải thiện. Các bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể thì sẽ được tốt hơn. Vừa nắm được cái tình hình sức khỏe lại thêm gì cái phần an tâm. Bên cạnh đó, cái dịch mã trong năm ấy nó cũng sẽ xuất hiện, nó thúc đẩy những chuyến đi quý vị cần phải di chuyển nhiều hoặc là công tác thường xuyên. Đôi khi phải chạy đôn chạy đáo lo cho công việc, và quý vị cũng cần phải hết sức chú ý đến cái vấn đề giao thông đó, trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải cái hạn tam tai cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy. Với nam mệnh thì sẽ sử dụng cái Minh Quang Pháp Bảo, và nữ mệnh sẽ sử dụng cái Vạn Phúc Chi Nhân. Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Tiếp theo thì chúng ta cùng xét con giáp thứ ba bị phạm tam tai, đó là những người tuổi Mùi. Thì nói chung ấy, bước sang năm 2025 năm Bất Tỵ thì những người tuổi Mùi có thể sẽ vất vả để giữ được mọi chuyện trong cái tầm kiểm soát của mình. Dù có cát tinh nó nâng đỡ nhưng mà nó tiến triển cũng chưa thực sự được rõ ràng. Nói chung ấy, trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì nói chung ấy, cái vận khí của những người tuổi Mùi nó khá là trì trệ, vẫn quanh quẩn ở cái phạm vi hẹp. Dù nhìn chung thì mọi thứ vẫn ở cái mức ổn định nhưng mà chưa có những cái bước đột phá nào đáng kể. Thành công có được thì chưa thực sự khiến cho các bạn hài lòng. Cảm giác bức bối muốn làm nhiều thứ hơn thì đôi khi cũng sẽ khiến quý vị bị lực bất tòng tâm. Bên cạnh đó, trong năm ấy thì may mắn là lại được cục diện tam hội là Tỵ, Ngọ, Mùi nó tương trợ. Vậy nên là công việc của những người tuổi Mùi ấy nó đôi khi cũng tiến hành được thuận lợi, nhưng mà tiếc là chỉ có mức độ tạm được thôi. Nó chỉ dừng ở mức độ tạm được thôi. Cái điều này nó không khỏi khiến cho những người tuổi Mùi cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc có những cái suy nghĩ là buông tay. Khi mà cố gắng ngày này qua ngày khác mà không tìm thấy được cái tia hy vọng nào cả. Xong, nếu mà lúc này các bạn bỏ cuộc ấy, thì mọi công sức của các bạn trước đó cũng sẽ trở thành mây khói. Các bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa và kiên trì chờ đợi cái thời cơ, không ngừng tích lũy và học hỏi thêm, mở mang thêm cái đầu óc của mình. Những người tuổi Mùi hãy cứ kiên trì nỗ lực tới cùng ấy, thì vẫn có cơ hội xoay chuyển cái tình thế và lội ngược dòng tiến đến cái thành công mỹ mãn. Trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Mùi cũng không nên coi thường những cái thành tựu nhỏ, bởi gì các cụ nói là tích tiểu thành đại, sớm muộn thì cũng sẽ gặt hái được những cái trái ngọt rực rỡ. Nói chung ấy,
Trong cái năm 2025, đây cũng không phải là cái thời điểm thích hợp để tiến hành những việc trọng đại do cục diện tam tai năm đầu nó án ngữ. Càng nóng vội thì sẽ càng dễ bị hỏng việc. Những người tuổi Mùi cần phải lưu ý, trong năm 2025 ấy, thì mệnh chủ cần phải hành động hết sức cẩn trọng, không lo chuyện bao đồng kẻo lại vướng vào cái họa thị phi hoặc là cái hạn tiểu nhân quấy phá do là gì cái hạn tam tai nó mang lại. Trong bất cứ cái tình huống nào thì những người tuổi Mùi ấy cũng nên ăn nói giữ mồm giữ miệng để không bị vướng vào những cái chuyện không đáng có, ảnh hưởng đến cái hiệu quả công việc và gây mất uy tín cho các bạn. Quý vị hãy cứ tập trung làm tốt cái nhiệm vụ của mình ấy, làm một cách thận trọng và giữ cái thái độ điềm tĩnh, sáng suốt trong cái cách xử lý vấn đề. Suy nghĩ kỹ càng trước khi mà đưa ra quyết định, không được quyết định một cách bừa bãi, lấy ổn định làm trọng và không được nóng vội kẻo lại gì sôi hỏng bỏng không. Bên cạnh đó, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì tình hình tài chính của những người tuổi Mùi nói chung ấy, hầu như là không có cái biến động nào quá lớn. Cái nguồn thu thì không nhiều, tiền bạc chủ yếu thì vẫn dựa vào cái thu nhập từ cái công việc chính mà ra. Trong cái thời gian này lại thêm cái hạn tam tai nó án ngữ nữa, nên là nó cũng không có lợi cho việc làm ăn kinh doanh ở cái quy mô lớn, nhất là những cái việc liên quan đến tiền bạc, vay mượn, thế chấp thì lại càng phải thận trọng giữ gìn. Trong năm 2025, quý vị mà tiến hành bất cứ cái đầu tư nào thì cũng nên tìm hiểu kỹ càng để tránh bị lừa gạt. Cái mức độ rủi ro trong năm cũng khá là cao. Các bạn cũng gì không nên mạo hiểm kéo lại gì sôi hỏng bỏng không. Chỉ cần tiếp tục công việc, những cái dự án hiện tại thì tiền bạc của các bạn cũng đã rủng rỉnh rồi, vậy nên cũng không cần phải quá liều lĩnh. Nhìn chung ý, trong năm 2025 thì những người làm công ăn lương cũng sẽ được lợi là hơn là những người mà làm nghề tự do. Quý vị cứ xông xáo đảm nhiệm nhiều cái trọng trách, đến lúc phù hợp thì tài lộc cũng tự nhiên đổ về để túi. Ngược lại mà nhìn thấy khó khăn mà lại thoái chí thì mãi mãi vẫn nghèo đói và không thể đổi vận ngóc đầu lên được. Ngoài ra bản mệnh cũng nên tìm cách tiết kiệm chi tiêu, hạn chế mua sắm những cái thứ không cần thiết, thay vì cứ tiêu tùy tiện theo ý thích. Quý vị nên suy nghĩ nhiều hơn đến cái tương lai, đừng có để suy nghĩ tận hưởng với cuộc sống hiện tại mà khiến cho mình lâm vào cảnh khó khăn nợ nần trong những ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Mùi cũng khá là phong phú, tình cảm thì tiến triển hài hòa, nhưng mà cũng gì chính vì thế mà dễ rơi vào cái tình trạng là nhạt nhòa, nhàm chán, khiến cho đôi bên cảm thấy là thiếu đi cái sự gắn kết. Thực tế thì giữa các cặp đôi vẫn còn tồn tại không ít cái vấn đề. Nói chung ấy, chỉ là hai bạn đều gì lơ đi và gì cho rằng mọi chuyện sớm muộn gì cũng sẽ qua. Những cái vấn đề này sẽ luôn ở đó nếu không được xử lý một cách kịp thời. Đặc biệt nếu mà hai người không dành thời gian để mà giải quyết những mâu thuẫn sớm ấy, thì e rằng đến lúc bùng nổ sẽ khó mà có thể cứu vãn được. Điểm báo tử vi nó cũng cho thấy khi mà những hiểu lầm liên tục nó phát sinh, đôi bên sẽ dễ sinh cái tâm lý là chán ngán và muốn tìm được người khác để chia sẻ, mọi cái rắc rối sẽ bắt đầu từ đó. Vì thế, mệnh chủ làm việc gì cũng cần phải gì công tư phân minh, nhất là những người mà làm trong cái môi trường công sở ấy, thì cần phải gì giữ mình tránh xa những cái cám dỗ có thể phá hủy cái bản thân. Những người độc thân trong thời gian này tuy vượng đào hoa nhưng cũng dễ rơi vào cái tình trạng là lắm mối tối nằm không, duyên đến rồi lại đi rất nhanh, vẫn chưa thể tìm được cái tình yêu chân thành nó thuộc về mình. Nói chung ấy, trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, năm 2025 năm Ất Tỵ thì cái sức khỏe của những người tuổi Mùi nói chung vẫn duy trì ở cái mức ổn định. Chỉ cần các bạn chú ý cân bằng cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi, duy trì cái thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì cái sức ảnh hưởng của sức khỏe nó cũng không có vấn đề gì đáng phải lo ngại. Nói chung ấy, trong thời gian này thì bản mệnh cũng rẻ đôi khi cũng gặp một vài cái tình trạng như đau nửa đầu hay là gì, viêm nhiệt miệng vân vân, cũng như là một số bệnh cảm cúm vặt. Nhưng mà ấy, để cải thiện cái tình trạng này thì các bạn nên có cái chế độ ăn uống điều độ và tích cực luyện tập thể dục thể thao điều độ. Các bạn cũng nên cố gắng duy trì cái chế độ luyện tập thể dục thể thao điều đặn, cố gắng đi bộ thường xuyên để không nên ngồi một chỗ quá lâu đó. Thưa quý vị, và để hóa giải cái hạn tam tai cho những người tuổi Mùi thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái minh quang pháp bảo và một cái vạn phúc chi nhân. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh hai cái vật phẩm phong thủy này nhé. Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp gặp cái hạn tam tai năm 2025 năm Ất Tỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.